Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài số 2 của chương số 3. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề là A Shopping Trip. Ok, let's get started. Phần A của cô sẽ là phần từ mới A. Listen, point and say. 1. Clean my room. À, dọn phòng đúng không? Clean my room. Làm sạch đúng không nào? Clean. Vậy thì số 1 của cô sẽ có clean my room. 2. Do my homework. Do my homework. Home. Homework. Bài tập về nhà. Làm bài tập về nhà sẽ là do my homework. 3. Do my chores. Do my chores. Chores. Chúng ta không đọc là chores mà mình đọc là chores. Được chưa? Thế thì sẽ là làm gì nhỉ? Làm việc nhà đúng không? Các bạn nhìn thấy là bạn ấy có một cái list việc nhà là wash the dishes, water the plants, sweep the floor hoặc là clean the room. Thì chúng ta gọi chung là một cái list này đó là do my chores. 4. Go shopping. Đi mua sắm đúng không? Thì chúng ta sẽ có là go shopping. Go shopping. 5. Babysit. Babysit. Chăm sóc em đúng không? Trông em. Babysit. Các bạn nhìn thấy của cô ở đây có một âm y, thì âm y này là âm y rất ngắn, vậy nên chúng ta sẽ phát âm ngắn thôi nhé. Babysit. Được chưa? Babysit. Rồi, thế thì đây là nội dung của phần từ mới. Các bạn nhìn lại này. Số 1 cô có clean my room. Số 2 này, do my homework. Thứ 3 này, do my chores. Số 4 này, go shopping. Và số 5, babysit. Chuyển qua phần tiếp theo là phần nghe nhá. B. 1. Listen and read. Phần nghe này thì các bạn đầu tiên sẽ là đọc đúng không? Thì đoạn hội thoại của chúng ta là có sẵn rồi. Việc về nhà của chúng mình sẽ là mở CD lên và nghe đọc theo. Trong đoạn hội thoại ngày hôm nay thì mình chẳng trong cái tình huống đấy là Lucy invites her friends to go to the flea market. Đúng không nào? Lucy đang bảo rủ bạn của cô ấy đi đến chợ đúng không? Thì chúng ta có câu hỏi là do you want to go to the flea market? Sorry, I can't. I have to do my chores. Được chưa nào? Thế tương tự như thế, chúng ta sẽ có những cái đoạn hội thoại ở phía sau nữa thì về nhà chúng ta sẽ đọc. Còn việc của cô và các bạn bây giờ sẽ là làm bài tập nghe phía sau nhá. B. 2. Listen and put a tick or a cross in the box. Phần bài ngày hôm nay người ta yêu cầu mình nghe và đánh dấu tích và dấu gạch chéo. Thì các bạn câu nào đúng thì mình sẽ là dấu tích, còn câu nào sai sẽ là gạch chéo nhá. Ok, now here we go. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Có một là ví dụ nha. Do you want to go to the flea market, Jane? Sorry, I can't. I have to do my chores. Oh, okay. Can you see the cross? This is an example. Now listen and put a tick or a cross in the box. 2. Hi, Cody. Do you want to go to the flea market with me? That sounds great. Come on, let's ask Jill. Câu 2 cô có bạn cô đi, bạn ấy nói là that sounds great. Đúng không nào? 3. Số 3 này. Hey Jill, do you want to go to the flea market today? Oh, I'm sorry, Lucy. I can't today. I have to do my homework. Oh, okay. Bye. Let's ask Charlie. Câu 4 nha. 4. Hello, Charlie. Do you want to go to the flea market with us? That sounds awesome. Let's go. Charlie! Cô có bạn ấy trả lời là that sounds awesome. Đúng không nào? Here we go. Đi thôi, đúng không? Thì câu 4 sẽ là dấu tích. Rồi. Thế thì phần bài nghe này về nhà chúng ta có thể nghe lại và làm lại bài này để luyện tập lại kỹ năng nghe nhé. Tiếp theo thì sẽ đến với phần cấu trúc. Listen, then practice. Phần cấu trúc câu ngày hôm nay thì mình muốn có câu hỏi là bạn có muốn đi chợ không, đúng không? Thế thì tương tự như thế thì chúng ta có thể thay cụm từ là go to the flea market bằng những từ khác, ví dụ như là bạn có muốn đi đến siêu thị không, bạn có muốn đi xem phim không? Vậy thì trước khi phân tích, cô và các bạn sẽ cùng nghe nhé. Do you want to go to the flea market? That sounds awesome. Sorry, I can't. I have to do my chores. Rồi. Trong phần này thì các bạn nhìn thấy này. Trước hết thì cô có câu hỏi là yes no question, đúng không? Do you want to go to the flea market? Go to the flea market.
Vậy thì trong câu hỏi yes no question này thì cô phải trả lời thứ nhất là yes hoặc thứ hai là no. Thì trong phần này thì yes của cô sẽ được thay bằng that sounds awesome hoặc là that sounds great, đúng không? Thế thì các bạn nhớ là chúng ta có thể thể hiện cái sự đồng tình của mình bằng những cái cách khác nhau. Ví dụ như là nó nghe thật là thú vị đấy, đúng không? That sounds awesome. Hoặc là nó nghe thật là tuyệt đấy, that sounds great, đúng không nào? Số 2 thì các bạn có là để thay cho câu nói là không, tôi không muốn đi, thì chúng ta có thể là sorry, I can't, I have to do my chores, đúng không? Thế thì các bạn nhớ là ở trong ngữ điệu của hai câu này thì thường thường thì câu yes thì nó sẽ làm sao nhỉ? Có vẻ như là hứng khởi hơn một chút, đúng không? Thì câu no thì nó cảm giác nhà nó sẽ buồn hơn, là cái giọng của mình sẽ đi xuống hơn một chút, đúng không nào? Thế thì cô có câu là, và các bạn nhớ là khi mà mình nói là no thì chúng ta phải đưa ra một cái lý do cụ thể. Ví dụ trong đây, sorry I can't, đúng không? Lý do của cô sẽ là I have to do my chores, được chưa? Thì hôm nay trong bài này thì các bạn nếu mà chúng ta muốn rủ bạn ấy đi đâu đấy, ví dụ như đi đến cửa hàng kem đi, you wanna go to the ice cream shop, hoặc là hãy đi đến siêu thị đi, đúng không? You wanna go to the supermarket, đúng không? Thế thì các bạn sẽ thay những cái nơi, địa điểm khác nhau vào đây cho cô nhá, ở trên nào. Và chúng ta sẽ có hai câu trả lời tương ứng với từng cái câu hỏi. Để luyện tập thêm cho phần này thì chúng ta sẽ chuyển qua phần sau nhé. Pronunciation tip. Trong phần này ngày hôm nay người ta cho mình cái đó là stress the attractive in a sentence. Có nghĩa là hãy nhấn vào cái tính từ ở trong câu trả lời. Ví dụ trong câu như thế này, that sounds great, thì chúng ta nhấn vào great, đúng không? That sounds great. Rồi. Thế thì các bạn nhớ là vừa nãy thì cô có một câu trong cấu trúc câu đó là that sounds awesome, đúng không? Thì các bạn nhớ là chúng ta nhấn vào đấy nhá, để thể hiện sự đồng tình của mình, đúng không nào? Phần tiếp theo thì sẽ là phần luyện tập. Đây. Phần luyện tập ngày hôm nay thì người ta cho mình tất cả là 6 bức tranh với những cái câu hỏi và câu trả lời khác nhau. Chúng ta nhìn thấy khi mà là dấu tích thì chúng ta sẽ trả lời là that sounds great hoặc là that sounds awesome. Khi dấu gạch chéo thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ có những cái lý do khác nhau. Ví dụ như lý do đầu tiên của cô ở số 2 là do my chores. Số 3 là do my homework. Số 5 là babysit, đúng không? Thế thì các bạn nhớ là trong những cái tình huống khác nhau thì chúng ta phải trả lời khác nhau. Ví dụ, cô lấy ví dụ câu đầu tiên nhá. Do you wanna go to the flea market? That sounds great. Câu 2 này. Do you wanna go to the park? Sorry, I can't. I have to do my chores. Do you wanna go to the beach? Sorry, I can't. I have to do my homework. Câu 4 này. Do you wanna go to the zoo? That sounds great, đúng không? Câu 5. Do you wanna go to the cái này là go to the movies, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có là sorry, I can't, I have to babysit. Và câu 6 là do you wanna go to the swimming pool? Do you wanna go to the swimming pool? That sounds great, đúng không? Thì các bạn nhớ là trong câu này thì cô đọc từ want to thì cô đọc là wanna. Và cái này các bạn cũng đã gặp rất là nhiều lần rồi, đó là đọc cái cách khác là đó từ wanna. Do you wanna go? Thay vì mình đọc là do you want to go nghe nó rất là mất tự nhiên và rất là mất sức, đúng không? Thì các bạn cố gắng đọc cho cô là Do you wanna go? Do you wanna go to the flea market? Được chưa nào? Thế thì đây là ví dụ của cô nhá. Về nhà chúng ta nhớ là mở sách ra và chúng ta nghe theo hướng dẫn của cô và chúng ta đọc theo. Được chưa nào? Chúng ta có những cái lý do bên phải này. Chúng ta có do my chores, do my homework, clean my room, go shopping and babysit. Ok, now let's move on. Trong phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, mình có một phần trò chơi nhỏ ở đây, đó là trò chơi XOR, đúng không? Các bạn có một cái bức tranh nhỏ này và việc của chúng ta sẽ là đánh dấu vào những cái bức tranh này. Và các bạn cố gắng là tích thành những cái hàng thẳng để chúng ta chiến thắng nhé. Rồi chúng ta có những cái địa điểm như là zoo, beach, farm, flea market, playground, campsite, ice cream shop, party, park. Thế thì các bạn nhớ chú ý cho cô là chúng mình sẽ hỏi và trả lời nhé. Cái nào dấu màu xanh thì sẽ là oh, that sounds great, hoặc là that sounds awesome. Cái nào dấu màu đỏ thì các bạn nhớ là đưa cho cô một cái reason, một cái lý do cụ thể nhá. Rồi, thì bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nhá. Bye bye!